Rồi, xin chào mọi người, em là Duy đến từ Sơn Ca Acoustic nha. Hôm nay em review cho mọi người những con Amply Fender dành cho guitar điện nha mọi người. Những con này là chuyên dành cho guitar điện, chỉ đánh guitar điện nghe được thôi. Chứ mọi người ghim guitar thùng hay guitar bass là nghe không hay nha. Đây là một con Studio Reverb mọi người. Thì ở đây em có tầm khoảng chừng 6 con ha. Thì em có 3 con Studio Reverb này. Rồi, Studio Reverb này nó khác gì những con khác. Thì con này nó có reverb mọi người. Và reverb những con này rất hay ha. Thì đây là vật lò xo nha. Thì các chú chơi âm thanh ngày xưa thì nó reverb lò xo là các chú hiểu. Rồi, con này là một trong những con amp hàng nội địa Nhật nha mọi người. Ở đây nó có ghi nè mọi người, Made in ROK nha. Rồi, ROK, có nhiều người không biết ROK là gì mọi người. Có nhiều người á bán mà nói Made in ROK là con này là của Inland. Không phải nha mọi người. ROK có nghĩa là Republic of Korea nha. Là Korea á mọi người. Nó chỉ vậy thôi đó. ROK là Republic of Korea nha. Con này là một con em mà em khuyên mọi người nên mua về tập nè. Vì sao? Vì nó hợp với dòng nhạc Việt Nam mọi người. Cái tiếng clean của nó sáng, đẹp, long lanh ha, phù hợp với nhạc Việt của mình. Và những con này có reverb nha. Một trong những cái lợi thế rất lớn của những dòng amp nhỏ này là nó có reverb mọi người. Con này lại là có reverb nha. Rất hiếm mọi người. Rất hiếm, hiếm có những cái con amp nhỏ mà tầm 10, 15W như thế này mà lại có reverb ha. Thì có reverb nó làm cho tiếng đàn của chúng ta long lanh hơn nè. Những câu chạy của chúng ta mượt mà hơn, sâu hơn, đẹp hơn ha. Rồi, những con amp này á mọi người, Studio Reverb này em bán với giá là 1.9 triệu nha mọi người. Con amp này đẹp, sáng bóng. Nói chung là có con xấu hơn thì em sẽ giảm 100.000. Con đẹp hơn như con này nè, là em gọi là đẹp ha. Thì em bán con này 1.9 triệu. Còn phía sau này em có một con xấu hơn nè mọi người. Xấu hơn thì nó hơi trầy hơn xíu vậy nè. Đó, thì những con này em sẽ bán là 1.8 triệu nha. Ai nhanh tay thì mọi người mua được con đẹp hơn. Rồi, giá này em đã bao gồm luôn là chuyển điện cho mọi người nha. Điện em sẽ chuyển qua 220V. Vì tất cả những con này nè mọi người, điện nó đều xài là 100V nè. Đó, nó ghi đây, AC 100V ha. 50 đến 60Hz là 13W. Con này là một trong những con amp mà em thấy Fender là một thương hiệu mà nó là tượng đài rồi mọi người. Không phải tượng đài thế giới không, mà tượng đài trong lòng những người Việt Nam nữa. Những người Việt Nam mà thấy cái amp Fender mọi người rất thích nha. Rồi, con này em mời mọi người nghe thử chất âm của những con này xem nó hay dở như thế nào nha. Rồi, bây giờ tụi mình sẽ test thử cái con Fender Studio Reverb nha. Con này có củ lo selection luôn nha mọi người. Và bây giờ setup tất cả mọi thứ mình đang để là 50% hết nha. Con này có reverb luôn. Ha. Nó sáng. Thống thử hai cái pickup trên thử à, thống. Thử hai pickup. Bây giờ mình thử cái contour ha. Bây giờ mình tăng cái contour lên 75% thử á.
lên tua 100% thử hay không. Cái cần tua lại 50 nha. Mình thử cái resend này. Resend nó đang là 50%. Bây giờ mình thử resend nó là 100%. Resend nó là 0% thử coi. Nó có khác gì không? Bây giờ mình trả setup lại 50% hết á. Mình sẽ tắt revert thử. Rồi, mình sẽ tăng cái revert lên 100%. Anh sẽ nâng cái gain nó lên ha, để mình có được cái tiếng override thử. Gain nó nằm khoảng 50%. Nó nằm ở mức khoảng 75% nha. Rồi, gain nó nằm ở mức 100% thôi. Một câu solo gì đó với tiếng override thử hết không? Thank you.
nó cũng giống như những con kia thôi, nó cũng có cổng phone để luyện tập. Con này em cảm nhận chất âm nó làm sao không? Con này em thấy hay hơn cái con studio kia ta. Nó là studio reverb mà. Studio kia là cái dòng màu đen này nè. Xíu nữa mình sẽ có studio kia là nó không có reverb. Studio 15. Còn con này là studio reverb. Và bây giờ mình thử luôn con studio 15 đi. Rồi, tiếp theo là một con studio ride mọi người. Con này cũng là một dòng của Fender đó nè. Con này có cái gì hay? Con này nó có cái cabinet style á mọi người. Cap style nè, ha, là nó có kiểu cabinet á, là kiểu cabinet nó small nè, kiểu cabinet large nè, ha. Rồi, con này thì lại không có reverb nha, nhưng nó là một cái dòng amp, nó là studio ride. Đây. Con này phía sau nó ghi là mọi người điện 100V 50 đến 60 Hz, con này là 9W ha. Made in ROK nè mọi người, Republic of Korea nha, con này của Hàn Quốc. Củ lo là củ lo Selection luôn nha mọi người. Tất cả những con lo Fender á mà nó có chữ Selection này nè mọi người. Đây có chữ Selection nhỏ phía dưới nè. Đây chữ Selection nè. Là nó đều có củ lo Selection hết nha. Và củ lo Selection là một củ lo mà chuyên dụng dành cho guitar điện nha mọi người. Củ lo này rất nổi tiếng thế giới. Lo Selection nghe nó sẽ hay hơn những củ lo thường ha. Rồi con này em vẫn bán với giá là 1.9 triệu nha. Em mời mọi người nghe thử những con này, coi chất âm nó sẽ như thế nào. Không, con này nó có cái hay á không? Là nó có cho mình lựa cabinet style nè, thông. Khác biệt ha. Cái không gian nó, cái lò nó làm được cái giả lập nó to hơn, nó lớn hơn á. Nói với cái cabinet style mà small nữa hay không, mình cứ thử nó trước này ha. Rồi volume tất cả mọi thứ 50 hết, anh sẽ cho volume tiếng clean nó hơi lớn hơn xíu. Rồi ok. Cabinet style nó chuyển qua large nữa rồi. Cái này là nó giả lập cái cabinet đúng không Thông? Có nghĩa là small là cái cabinet nó hơi nhỏ và cái large là cái cabinet nó bự hơn. Thì khi mà qua lạc này mình có cảm giác là bass nó nhiều hơn đúng không? Nó lớn hơn và nó nhiều bass hơn. Hay quá. Đây là tiếng clean ha. Bây giờ mình sẽ nhấn xuống là mình sẽ qua cái bây giờ mình chuyển về cái cabinet style small này ha. Mình qua tiếng override của nó thử đi. Thử cho anh nhẹ thử. Volume bên đây luôn. Vậy là volume này có tiếng clean ha. Còn volume bên đây là của tiếng override. Ờ,
rồi mình thử qua cái cabinet style lạc sơn ha. Qua cái cabinet style lạc này nó không phải là làm chỉ đơn giản là cái lo nó lớn không á, mình thấy nó nhiều bá sơn nó làm cho mình có cảm giác là cái không gian nó rộng hơn nữa, cái lo nó lớn hơn nữa. Em thử một câu solo gì đó thử không? Nó phê thật sự ha, con này đúng phê luôn á. Con này còn gì để nghịch nữa không ta? À bây giờ lên game thử ấy. Bây giờ đang game 50 nha. Bây giờ mình lên game thử 80 thử nó có cái gì. Mà mình chuyển qua cái cabinet style small này. Thử hai gen luôn hay không? Thử 100%. Cũng là câu đó mà thử qua cabinet style làm thử. Con Studio Rai này là một con cực kỳ đáng mua luôn nha mọi người. Nó lợi hại, cái cabinet style này quá lợi hại luôn. Thật sự mình ngạc nhiên luôn á. Cái nó không phải là cái chuyện nó lớn hay nhỏ đâu, mà nó tạo cho mình một cái cảm giác như đang ngồi kế một cái cabinet lớn thật vậy đó. Nó quýnh nó dựng cái da gà của mình lên luôn á. Tuyệt vời. Và bây giờ mình thử qua con khác đi Thông ơi. Mình thử qua con Sidekick này thử nó có gì hay không á. Đây mọi người, đây là một con Fender ha. Mã hàng con này là Sidekick 15 Revert. Con này cũng có Revert luôn nha. Con này nó có một cái nút gạt rất cổ điển nha mọi người. Thích ghê. Em thích những cái nút mà bật bật kiểu vậy nè. Nó hai nấc ha. Một nấc phía dưới là low, có nghĩa là tiếng clean. Nấc phía trên là tiếng override, tiếng distortion nha mọi người. Rồi, con này thì có Revert đây. Revert nằm cuối cùng ha. Con này phía sau lưng của nó cũng vậy. Nó cũng ghi, nó là model của nó là Squier 15. Điện nó là AC 100V 50-60Hz. Con này 42W Fender Japan. Con này có revert đồ đầy đủ hết luôn. Con này em bán với giá là 1.9 triệu nha mọi người. Có revert đầy đủ. Còn rất mới, da chưa trầy, chưa tróc. Và em sẽ hỗ trợ chuyển điện cho mọi người luôn nha. Rồi em mời mọi người nghe thử chất âm của con này. Con này nó có một cái lạ không? Là cái switch nó nằm chính giữa là off nè không? Còn em muốn tiếng clean là em đưa xuống dưới. Rồi em muốn tiếng 2 em đưa lên trên. Ồ có master nữa ha. À thật ra là cái 2 này có nghĩa là cái nguồn tín hiệu nó sẽ nâng lớn lên đúng không? Chứ không phải là nó liên quan đến cái tiếng override distortion. Ở đây nó có một cái volume với một cái gain với một cái master. Thì cái master này là cái tổng rồi ha. Còn cái volume với cái gain này á, volume với gain này là hai cái gain đó thôi. Nè. Không tin á, thử anh dặn. Cool.
Còn nếu mà đúng đơ đơ đơ, đúng là volume với gain này là gain 1, gain 2 ở trong những cái âm mà những cái Fernandez nó có gain 1, gain 2 á. Bây giờ mình thử 50-50 thử á. Con này có reverb. Volume và gain đầu nó nằm ở mức 50 thử coi không. Tiếng này là tiếng clean nhiều hơn. Gain và volume nó 50 hết á. Mình sẽ bớt cái master. Volume và gain này để lên tầm khoảng mức 75 thử coi. Cái hai cái game này nó lên tầm khoảng 100% nữa. Những cái tiếng này mà nhà ai có người già lớn tuổi á, không khuyến nghị xài những cái tiếng này nha. Bây giờ mình trở về tiếng lin hay không? Tiếng con này thì cũng được mọi người. Nói chung là nãy giờ mình thích hai con vừa rồi hơn là con này. Mà con này thì nó có một cái là nó có reverb rất hay nha. Rất là sáng đó. Ừ, sao Fender đặc trưng á, rất đặc trưng luôn. Thử vài câu clean rồi cho nó lâu quá chưa nghe quýnh Californication. Bài gì của rất hot, rất ấy nè ta. Bài gì mà nghe rất hay của rất.
Rồi, ok, em này được, em này được. Thật ra tiếng clean này nó rất Fender nha, nhưng mà hai cái gain của nó, gain 1, gain 2 của nó thì hơi khó điều khiển xíu. Này mọi người chịu khó về mà nghiên cứu giữa cái gain với cái volume với cái master đó, mọi người tìm cái tỷ lệ thích hợp và có một cái sao tiếng của mọi người. Sẽ có nhiều thời gian, nếu mọi người sở hữu nó có nhiều thời gian để chúng ta tìm hiểu hơn. Nhưng mà hay, rất đặc trưng của Fender. Cái sao, cái tiếng trap của nó rất là mịn, rất là xốp, rất đặc trưng của Fender. Rồi, video tụi em đến đây là hết nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, dẹp lo mấy đứa.